nơi được xem là mái nhà của Nam Tây Nguyên hùng vĩ, một quần thể gồm 36 cây bằng lăng, còn gọi cây sang lẻ, và một cây đa có hàng trăm năm tuổi tại xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, thuộc lâm phần công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Nam Tây Nguyên, quản lý, bảo vệ. Vừa được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường công nhận là quần thể cây di sản Việt Nam. Từ quốc lộ 14C, đi bộ hơn 2 km đường rừng, băng qua nhiều con suối, đoạn rừng dốc. Quần thể cây di sản Việt Nam tại xã Quảng Trực hiện diện vẹn nguyên những giá trị tự nhiên, lịch sử bao đời của vùng đất Tây Nguyên. Trải dài trên diện tích 3,8 hectare, cánh rừng nổi bật với số lượng cây bằng lăng chiếm hơn 70%, thân mọc thẳng tắp, vươn mình đón nắng. Trong quần thể này, có 36 cây bằng lăng có tuổi đời hàng trăm năm đã được công nhận là cây di sản Việt Nam. Đây là cây bằng lăng có tuổi đời hơn 600 năm, với đường kính hơn 3 mét, chiều cao vút ngọn 60 mét. Nó có rất là nhiều ý nghĩa, mà trong đó thứ nhất, trước hết là ý nghĩa về lịch sử, là cái thời gian. Còn nó cũng đã trải qua rất là nhiều cái thăng trầm của lịch sử như vậy. Thứ hai ấy, là ý nghĩa về khoa học, thì đây là một cái cây mà có thể là cây nói rằng để là nghiên cứu khoa học cũng như là bảo tồn các loại gen. Cái ý nghĩa thứ ba nữa là di sản như thế thì cũng là một cái cơ hội để tuyên truyền cho người dân, cho bà con nhân dân ở đây biết, và cũng là qua đó để quản lý bảo vệ nó tốt hơn. Trong số 56 cây bằng lăng và một cây đa được đề xuất, Hội đồng cây di sản Việt Nam đã kết luận công nhận 36 cây bằng lăng và một cây đa cổ thụ đạt tiêu chí là cây di sản Việt Nam như là minh chứng rõ nhất về những giá trị của quần thể này. Đây cũng là động lực, quyết tâm để công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nam Tây Nguyên tiếp tục làm tròn trọng trách quản lý, bảo vệ rừng. Cây di sản thì được công nhận là của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Nam Tây Nguyên là cũng một cái điều vinh dự cho đơn vị. Thứ hai là không những của đơn vị và của địa phương, và đặc biệt là nói chung là của cả tỉnh Đắk Nông, nên lực lượng của chúng tôi cũng hết sức là phải bảo vệ một cái nó tốt hơn nữa, để cho giữ lại hết những cái gì đó để cho cái quần thể cái bằng lăng này. Nằm trong quần thể bằng lăng, một cây đã có tuổi đời hàng trăm năm tuổi cũng được công nhận cây di sản Việt Nam như trở thành điểm nhấn ở khu rừng đặc biệt này. Qua hàng trăm năm sinh trưởng và phát triển trong môi trường sinh thái hoàn toàn tự nhiên, quần thể cây di sản không chỉ mang lại giá trị to lớn về mặt tự nhiên, sinh quyền, giá trị lịch sử, văn hóa của vùng đất Nam Tây Nguyên, Đắk Nông, với sự phát triển độc đáo về hệ thống thân, rễ của những cây bằng lăng, cây đa này đã tạo nên những kiệt tác của thiên nhiên, hút hồn du khách. Hôm nay đoàn chúng tôi mới đi tới qua cái khu vực của bên Đắk Nông này, thì cái thứ nhất ấy, là về cái cảm nhận về cái cung đường, thì đây là một cung đường tuyệt đẹp dành cho những người ưa khám phá du lịch và đi camping, được đi thăm những cảnh đẹp, những cây di sản rất lớn, và đi thăm cái khu đồi thông, cái khu bằng lăng. Sau chuyến đi này, anh em Pích Cúc Bình Phước sẽ cùng lan tỏa những cái về vấn đề bảo vệ môi trường, rồi là giới thiệu cho anh em bạn bè, người thân để tìm đến đây tiếp tục coi như trải nghiệm và khám phá. Công ty Nam Tây Nguyên hiện đang quản lý, bảo vệ hơn 20,6 ngàn hectare rừng. Thực hiện phương án phát triển rừng bền vững và với mong muốn nâng cao nhận thức của mọi người về bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường, công ty Nam Tây Nguyên đã và đang có những định hướng mang tính chiến lược trong khai thác tiềm năng rừng gắn với phát triển du lịch. Việc công nhận quần thể cây di sản Việt Nam là tiền đề quan trọng để công ty Nam Tây Nguyên, chính quyền và người dân địa phương có thêm quyết tâm thực hiện mục tiêu quản lý, bảo vệ và phát triển rừng gắn với kinh tế rừng bền vững.